Chào. Khi bây giờ mình nói về cái chuyện mà chuyện mấy bé đi nha, khi mà đưa các bé qua đây đó thì con hôm bữa mình có đề cập là đi qua đây sinh học á thì cần có cái cuốn sổ chích ngừa vaccine á thì làm như thế nào? Thì hồi hồi xưa đó lúc mà mình làm bên tư vấn du học cho mấy bé đi qua đây để đi du học á thì cũng có bé lúc mà mẹ, tại vì nó qua đây hồi cấp 3 mà nó qua đây năm lớp 11 thì là nó mười mấy tuổi rồi, mẹ cũng làm mất cái sổ chích ngừa rồi, thì có cách nào không? Thì lúc đó nhà trường mới chỉ cho mình đó là đi qua chỗ Pasteur ha các bạn ha, Pasteur hoặc là cái viện xét nghiệm nào đó cũng được, xét nghiệm trong máu của bé coi là bé đã có những cái kháng thể của những cái loại vaccine nào rồi. Khi mà có những cái loại vaccine nào đó rồi, nó có kháng thể những cái loại bệnh gì mà dùng người ta dùng chích ngừa, ví dụ như sởi bại liệt, rubella, hắc lào, ghẻ lở, hoặc là những cái bệnh như là covid, rồi bệnh gì. Nếu như mà họ test mà ra những cái kháng thể đó rồi đó thì là coi như là các bạn đã chích ngừa vaccine, thì dù cầm cái giấy chứng nhận đó đưa cho nhà trường thì nhà trường cũng sẽ chấp nhận là bé đã chích ngừa những loại đó rồi nha. Còn nếu như mà còn những cái loại mà chích ngừa nào mà còn cần cần phải cái như update lại, ví dụ như là có nhiều cái là cần phải làm gần đây chích ngừa nhắc lại vân vân thì các bạn cho cái bé đi chích ở Việt Nam và giữ cái giấy chích ngừa đó lại ha. Hoặc đặc biệt như là mấy anh mà đi qua đây làm những cái công trình xây dựng á thì tốt nhất là nên chích ngừa cái giờ là gì, uốn ván, chích ngừa uốn ván trước ở nhà để mà qua đây thì đi làm thì nó cũng an toàn hơn. Còn nếu không á, qua đây đi chích ngừa thì nó cũng hơi tốn tiền một chút xíu ha. Câu hỏi thứ hai mình hay nhận được á là bây giờ từ New Zealand thì đi qua tới New Zealand rồi bây giờ đi qua Úc làm sao? Xin thưa với các bạn, mình không hiểu các bạn ngộ nhận như thế nào nhưng mà cứ nghĩ rằng là New Zealand với Úc mà là chung một nước hay sao ấy. Tất nhiên là New Zealand nó ở gần Úc thôi nhưng mà nó cũng cách tới 4 giờ bay, 5 giờ bay chứ nó đâu có phải rằng là sát vách như Việt Nam với Lào đâu. Mà kể cả Việt Nam với Lào ấy, thì cũng phải bây giờ Tây nó mà nó không có được cái gọi là cái miễn trừ của Hiệp hội ASEAN á thì nó đi qua Việt Nam thì nó muốn đi qua Lào nó vẫn phải xin visa đi qua Lào và cũng làm cái visa lại từ đầu, chứ đâu có nghĩa rằng là anh được qua Lào rồi ấy, thì anh qua đi đi qua Việt Nam rồi thì đi qua Lào dễ hơn đâu có, mặc dù là Lào với Việt Nam là anh em. New Zealand với Úc là anh em, người New Zealand có thể đi qua Úc làm việc được và sinh sống được và cũng có thể hưởng những cái quyền lợi giống như người Úc. Nhưng người New Zealand đi qua Úc thì nó dễ dàng hơn nhưng mà họ vẫn phải nộp đơn xin cái work visa. Còn nếu như các đó là hai đất nước độc lập, hoàn toàn độc lập nha, hai chính phủ hoàn toàn độc lập, mặc dù là nó cùng tôn thờ nước Anh thuộc Hiệp hội các vương cái gì gọi là cái gì Commonwealth gì đó. Nhưng mà nếu như các bạn đã xin được hồ sơ để qua tới New Zealand, bây giờ các bạn muốn đi du lịch Úc thôi nha, mình chỉ nói là đi đơn giản là đi du lịch Úc thôi, thì các bạn cũng phải xin visa bình thường như là các bạn ở Việt Nam. Y như các bạn ở Việt Nam, các bạn làm tất cả những hồ sơ chứng minh tài chính, chứng minh gia đình, chứng minh tài sản, chứng minh vân 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 để được xin đi du lịch. Thì khi mà các bạn ở New Zealand, các bạn cũng chứng minh y chang như vậy để mà được qua Úc. Thì có nghĩa rằng là nếu như các bạn làm cái để mà đi xin cái work visa đi qua Úc á, thì cũng the same, tại vì cũng phải làm tất cả những cái hồ sơ thủ tục, rồi nếu cũng phải đi kiếm chủ bảo lãnh hoặc là đi kiếm công ty rồi sponsor gì này nọ mới bạn mới đi qua Úc được. Chứ còn đâu có ở đâu ra cái chuyện mà ở New Zealand rồi mình giờ mình qua tới New Zealand rồi giờ đi qua Úc bằng cách nào. Có người comment vô là đi bơi bơi qua 7749 ngày là tới. 4 5 giờ bay và đây là hai nước độc lập, không liên quan gì nên làm ơn đừng có hỏi cái câu đó nữa. Ok. Câu hỏi thứ ba mình hay nhận được là chị ơi, em không có nghề ngỗng gì đó, em không có kinh nghiệm gì hết, em không có tiếng Anh luôn. Bây giờ em muốn qua New Zealand làm thì có cách nào không chị? Xin thưa với các bạn, vui lòng quay lại coi những cái clip trước của mình nha. Quay lại coi những cái clip trước mình cũng bàn luận về việc này quá 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 là nhiều rồi ha. Còn cái chuyện mà bây giờ hỏi chị ơi, bây giờ em muốn đi qua chị có biết chỗ nào tư vấn không? Xin thưa nha các bạn, những cái thông tin mà mình có được là mình lượm lặt từ coi như là mình đi nói chuyện với rất là nhiều người rồi, mình đọc báo của New Zealand rồi gặp những cái hệ lụy rồi mình đọc cái trang web của chính phủ, có thể là những cái gì mà mình chia sẻ với các bạn là có nhiều bạn là tiếng Anh mình không tốt đi ha, hoặc là mình không biết là tin tức của New Zealand lấy từ đâu ra thì mình sẽ giúp các bạn mình đọc cái phân
cái những cái thông tin đó và mình phân tích giúp các bạn để các bạn có những cái nhìn đa chiều thôi. Chứ bây giờ các bạn nhảy vô các bạn hỏi mình là bây giờ muốn đi giờ sao, muốn đi giờ sao, tất nhiên là muốn đi thì đi tìm chỗ bảo lãnh, còn muốn đi giờ sao thì đi làm visa rồi đi, thì cái đó là các bạn phải qua những cái agent nó gọi là để mà làm visa cho các bạn. Một là các bạn tự làm visa nha, một là các bạn tự làm visa, còn nếu các bạn không tự làm visa được thì các bạn qua những cái công ty nó gọi là tư vấn di trú, tư vấn di trú họ làm visa cho các bạn. Tại vì theo luật của New Zealand thì những cái người mà tư vấn di trú đang ở New Zealand nha, những cái công ty ở New Zealand mà muốn làm visa cho các bạn hoặc muốn tư vấn cho các bạn là nghề nghiệp hoặc là tuyển dụng gì này nọ, phải là công ty tư vấn di trú và những cái công ty đó phải có giấy phép hành nghề. Họ phải đi học và họ phải có giấy phép lành nghề, chứ không phải khi không một người nào đó đi nhận đi làm visa cho các bạn rồi nhận tiền của các bạn là không có được, đó là bất hợp pháp. Cái đó là vi phạm luật. Nên là tất nhiên là mình sẽ trả lời những câu hỏi là nếu như bạn muốn đi qua đây thì sao, thì bạn đi tìm chỗ bảo lãnh. Tìm chỗ bảo lãnh ở đâu? Hầu hết bây giờ các chỗ bảo lãnh họ phải trả tiền, họ phải chứng minh kinh tế họ tốt, họ phải làm rất là nhiều thứ để mà họ có được cái bảo lãnh được các bạn, có cái quyền bảo lãnh được các bạn. Thì đa số là họ đi qua agent để mà ít nhất là họ có thể lấy một số tiền nho nhỏ nào đó để bù lại với cái chi phí của họ, chứ rất ít chủ bảo lãnh mà bảo lãnh trực tiếp. Nếu mà mình nói là Kiwi đi, Kiwi rồi đôi khi họ cũng không biết người Việt Nam như thế nào thì họ sẽ thông qua agent. Còn nếu như người Việt Nam không thì tối nghĩa họ cũng đi qua agent, tại vì đang ở New Zealand đâu biết người nào như thế nào đâu, họ cũng phải đều đi qua agent hết. Thì tất nhiên bây giờ các bạn muốn đi đâu thì các bạn đi hỏi agent. Còn chủ bảo lãnh thì tất nhiên là mình không biết, nên đó là đường làm ăn của người ta, sao mình giới thiệu cho các bạn được. Nên là có người vô nói chứ bà này bà không có trả lời được cái gì hết, hỏi hỏi tư vấn bà vô chính xác bà không trả lời được gì hết. Thì xin thưa là bây giờ mình giới thiệu ở trên A, B, C, D, E, F gì cũng được, nhưng mà họ làm ăn có thiệt hay không sao mình biết được, sao mình biết được. Tại vì hiện tại giống như là sáng hôm nay làm trong cái cuộc họp của Immigration ở sở di trú, họ nói là hiện tại có tám mươi mấy 60.000 bộ hồ sơ, 60.000 bộ hồ sơ để mà đi qua đây làm, đi từ nước ngoài qua qua dạng như qua làm chủ bảo lãnh, 60.000 bộ hồ sơ đó, thì ai biết đường đâu lần ai là chủ bảo lãnh. Mình đâu có giới thiệu được đúng không? Mình không biết agent nào mà chính xác làm việc có tốt, có tâm hay không, mình không giới thiệu được. Nên là mình chỉ đưa cho các bạn những cái thông tin để các bạn có cái nhìn đa chiều hơn, để các bạn tự mà mình truy vấn ra thôi. Chứ bây giờ giật ngược lại hỏi mình là mình không có nha. Thứ nhất là mình không có quyền tư vấn trực tiếp, mình cũng không có hành nghề đó. Mình chỉ chia sẻ những cái thông tin mình có thôi. Nên là các bạn đừng có hỏi mình cái câu rằng là giờ em muốn đi qua New Zealand làm cách nào, hoặc là em muốn xin visa chị em đi. Có em, nếu em giỏi tiếng Anh thì em tự apply, còn nếu như em không giỏi tiếng Anh thì em hãy đi tìm những cái người gọi là di trú, tư vấn di trú để mà họ làm visa cho em nha. Ở New Zealand nó không như Việt Nam, cái luật gì nó có rõ ràng, có giấy phép hành nghề, nghề nào có giấy phép hành nghề, chứ mình không có ngồi đây mà mình phán đại là mình chết nha các bạn. Hoặc là các bạn tự làm, tự đứng ra làm thì nó khác. Nếu như các bạn coi những cái clip chia sẻ về cách làm visa của mình đó, mình có chia sẻ về cách làm visa du lịch chẳng hạn đi, thì cũng trên cái trang web mà làm visa du lịch đó, họ sẽ hướng cũng là vì cái làm visa mà đưa, ví dụ như người đương đơn đó là người chồng đi qua đi làm sơn hoặc là làm hàng chẳng hạn đi, mà đưa vợ con đi qua, thì vô cái trang web mà mình hướng dẫn làm visa du lịch đó thì làm hồ sơ cho vợ con ở trên đó thì đỡ tốn tiền, thay vì là mình phải trả thêm cho môi giới, mà thật sự là vợ con đi qua cũng chẳng liên quan gì tới môi giới hết á, nhưng mà môi giới vẫn lấy tiền. Thì như vậy thì các bạn có thể tự tự lên cái trang mà mình hướng dẫn làm visa du lịch đó, thì nộp đơn cho vợ con ở trên đó, cho vợ con ở trên đó thì tốn, chỉ tốn tiền mấy trăm đô, tiền tiền xét hồ sơ của sở di trú thôi, chứ cũng không có cần phải tốn thêm mười mấy ngàn để bảo lãnh vợ con. Thì những cái gì mình chia sẻ được thì mình chia sẻ, chứ chứ mình không có làm giùm hoặc là mình cũng không có tư vấn riêng, các bạn thông cảm nha. Câu hỏi tiếp theo mà mình nhận được hôm bữa giờ hai người đăng trên YouTube của mình á, để hỏi là chị ơi bây giờ em qua đó em sanh em bé thì em có được quốc tịch không? Rất là nhiều người đã suy nghĩ tới trường hợp này. Hồi xưa mình cũng đã từng nghĩ tới trường hợp này, nhưng mà New Zealand nó không giống như Mỹ, là các bạn đẻ con ở ở ở New Zealand thì các bạn, Mỹ thì các bạn qua đó
bốn bầu 4 năm tháng đi qua đó ăn dầm nằm về cho tới tháng thứ 9 rồi sanh con thì con sẽ được quốc tịch Mỹ ha. Không có New Zealand thì không có cái luật đó. Bạn bè một chục đứa con thì mà bạn vẫn chưa có quốc tịch thì vẫn là chưa có quốc tịch. Nên là nó không có cái luật này, nên mình bỏ qua cái giai đoạn ở đây nha. Mà qua New Zealand đẻ con á thì nếu như mà các bạn có work visa 3 năm á thì đẻ con thì cũng được miễn phí theo cái bệnh viện công, rồi cũng được chăm sóc y tế y như những người bản xứ vân vân, nhưng mà các bạn không có được quốc tịch. Chỉ có điều rằng là các bạn sẽ không có người hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nên ví dụ giống như là ở nhà có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại đi thì bên này không có thì các bạn sẽ cực hơn. Rồi các bạn gửi trẻ thì rất là tốn tiền hơn, coi như rằng là đi qua một vợ một chồng xong rồi đẻ thêm đứa con bên này là cuối cùng chỉ có một người chồng đi làm nuôi cả ba người đó, chứ còn người vợ thì mấy tháng đầu là không đi làm được nè. Xong rồi sau đó là nhiều tiền gửi con cũng mắc. Các bạn quay lại cái clip mà chi phí gửi trẻ nha, để coi coi là gửi con nó như thế nào, nó cũng mắc lắm. Nên là đó là một con đường không khả thi, thôi mình bỏ nó qua, bỏ qua nó đi nha. Câu hỏi tiếp theo á là bằng lái xe của Việt Nam có lái ở New Zealand được hay không? Thì cái này trong cái clip mà chuẩn bị những cái thứ đồ qua New Zealand á, mình có đề cập tới là trong cái clip mà chuẩn bị đồ qua New Zealand thì bằng lái xe Việt Nam, cái bằng mà cái thẻ PET á, cái thẻ cứng đó, thì các bạn mang qua New Zealand các bạn được lái trong 1 năm nha. 1 năm tính từ cái ngày mà các bạn đặt chân lên New Zealand, cái passport các bạn ghi là các bạn đặt chân New Zealand ngày nào thì tính từ cái ngày đó và tới 1 năm các bạn được phép lái ở New Zealand 1 năm. Rồi sau cái 1 năm đó các bạn sẽ thi lý thuyết và thi thực hành lại ha. Thì thi cái đó thì nó cũng ok, đơn giản, không có gì, không có khó lắm. Nếu mà các bạn đã lái được 1 năm rồi thì các bạn thi cái đó thì nó cũng dễ, không có nỗi nào khó lắm ha. Còn còn có nhiều bạn hỏi là bây giờ mất công đi đổi ra bằng quốc tế, rồi đổi qua bằng quốc tế, rồi rồi qua bên New Zealand lái được bao lâu á, thì cũng có nhiều người nói, mình cũng chưa tìm hiểu cái phần này, nhưng mà có nhiều người trả lời rằng là cái bằng quốc tế rồi mang qua New Zealand á thì chỉ lái được có 3 tháng thôi. Chứ không có nghĩa rằng là bạn mang cái bằng quốc tế rồi qua đây là bạn lái luôn, không có đâu. Nên là các bạn cứ không cần phải tốn tiền đi đổi qua cái bằng quốc tế, thì cứ lấy cái bằng lái xe hơi ở Việt Nam đi qua bên này thì các bạn sẽ được lái 1 năm, sau 1 năm các bạn thi lại là bình thường nha. Một câu hỏi nữa là bây giờ đi ra đi làm lãnh tiền mặt, có một số bạn mà gọi là đi theo chồng hay là đi theo vợ đó thì đi ra đi làm lãnh tiền mặt có được hay không? Ở New Zealand vẫn cho lãnh tiền mặt với điều kiện là chủ vẫn đóng thuế cho các bạn. Chủ đóng thuế lên IRD cho các bạn và các bạn vẫn được phép nhận tiền mặt, và các bạn có cái phiếu nhận lương á, cái phiếu nhận lương hàng tuần thì chủ vẫn đóng thuế cho các bạn, vẫn đóng ACC cho các bạn thì các bạn vẫn nhận tiền mặt được nha. Không có cấm cái chuyện đó. Nhưng nếu như mà chủ không trả tiền mặt cho các bạn nhưng mà không đóng ACC, không đóng thuế cho các bạn á thì các bạn sẽ mất quyền lợi rất là nhiều. Thứ nhất là các bạn sẽ không được hưởng y tế nếu như các bạn bị tai nạn lao động. Tại vì đóng ACC, các bạn coi lại những cái clip trước của mình về mặt y tế, chẳng hạn đi đóng ACC, họ không đóng ACC thì nếu như các bạn bị tai nạn lao động tại cái nơi lao động đó thì các bạn không được hưởng quyền lợi, tại vì các bạn không đóng cái bảo hiểm đó. Rồi rất là nhiều những cái quyền lợi khác mà các bạn cũng sẽ bị mất. Tại vì khi mà bạn không đóng thuế như vậy thì sau này giả sử như cái ngành nghề của các bạn mà các bạn được vô nhập tịch chẳng hạn đi, một ngày đẹp trời rớt trên đầu xuống một cái visa cho các bạn được nhập tịch với cái ngành nghề đó. Bạn nói là ừ bây giờ tôi đi làm á hả, tôi đi làm ở New Zealand 3 năm trong cái ngành đó rồi, nhưng mà không có gì chứng minh hết, tại vì không có payslip, không có đóng thuế, rồi không có chứng minh được rằng là bạn nhận tiền lương từ cái ngành nghề đó thì không có chứng minh được kinh nghiệm. Và khi không chứng minh được kinh nghiệm thì cũng như không, coi như là bạn mất cái quyền lợi của mình. Nên là đôi khi á, mình trả tiền qua tài khoản, tất cả mọi thứ rõ ràng theo luật pháp á, thì có những cái minh chứng nó lưu lại, mà minh chứng những cái đó lưu lại thì nó là quyền lợi cho các bạn, và sau này các bạn không biết là mình sẽ dùng vào một ngày nào, và quyền lợi các bạn được đảm bảo nha. Tốt nhất là trong trường hợp mà đối đế lắm vân vân thì mình sẽ đi làm nhận cash, và mình nếu như được á, chủ tốt thì mình xin rằng đóng ACC, đóng thuế cho mình đầy đủ, rồi cho mình cái payslip. Thì chủ yếu là đa số là trong trường hợp mà đi làm mà nhận cash là do không có mở được tài khoản ngân hàng hoặc là có vấn đề gì đó thôi, chứ còn không có cái chuyện
đa số ở New Zealand thì họ đã sử dụng bằng thẻ chứ không dùng cash nhiều nha các bạn.